Anh sợ của người em rồi đó. Em có lý do riêng của em mà. Liên quan gì tới anh? Em có thấy công bằng không? Anh chỉ biết vui cho anh thôi, chứ anh có quan tâm tới ai đâu mà anh nói công bằng. Anh thử anh bị sình bụng một ngày đi, rồi anh không bịch được đi rồi anh biết. English or Spanish? Got something in your nose, sniffing that cage. Be out the hole, hoping for peace for yourself. I'm gay. Bill the boy, do you even really like this track? Trà đá nước lọc ạ. Trà đá sai, là nước lọc. Wait a minute. Bán cho chai nước xem nào. Thì tiền vào lời ra thôi mà. Ủa, sao trong chai nước lại không có nước cái này? Bị bà, tao bán Cali thì lấy đéo đâu ra nước mà bán cho mày. Bro, tao chỉ cần một cốc cà phê thôi. Trước mặt tao chỉ là một cái cốc và một cái thìa thôi. Mà tao có thể xử lý mày trong vòng nửa phút. Mày xử lý cái đó cái nào. 1 hour later. Chú em xem nào, giả tiền cho anh chứ. Anh xem nào, anh đòi tiền cho đàng hoàng chứ. Bọn em cũng tên là Bảo thật, nhưng mà em là Bảo đệ nhất. Thằng này nó là Bảo đệ nhị. Sao nghe tên như nó mỏng. Thế à, hôm nay chú qua thăm anh có mang cái gì ngon không? Dạ em không. Thế có tiền không đưa đây cũng được. Dạ cũng không có anh ạ, hôm qua em vừa lĩnh lương xong về con vợ em nó luộc hết rồi. Ui giời ơi thằng ngu, tao bảo rồi mày đéo nghe tao, tao đã bảo đừng lấy vợ rồi, đàn bà là những nghiệp đau. Em xin lỗi mà. Anh em sai rồi. Đi đoạn đường này vừa xảy ra hai vụ tai nạn chết ngay ở tại đây. Cứu với, cứu tôi với. Anh ta đã dùng hết sức bình sinh cuối cùng nhận ra mình đang ở quận Ba Đình. Quay đầu thấy mấy thằng em đứng ở ngay Cầu Giấy. Sống phải bó cần không là bay màu đấy, mà nếu muốn chân chu thì phải đi thay dầu máy. Nhạc lên là phải căng, lấy đồ giá cả phải chăng, mà gái ngon là phải chăn, bố mẹ sáng nhà đăng.